PewDiePie luôn là cái tên đặt top các nhà sáng tạo nổi bật nhất ở trên YouTube. Thật sự bắt đầu hoạt động từ năm 2010, sau 13 năm, anh vẫn nắm giữ vị trí số 2 trong bảng xếp hạng các content creator nổi tiếng nhất thế giới. Vậy, điều gì dẫn tới thành công vượt bậc chỉ trong khoảng thời gian ngắn như thế? Và bí quyết nào khiến cho Felix Schubert vẫn có thể giữ vững được phong độ trong thời gian dài như vậy? Hãy cùng Sparroom tìm hiểu qua bài viết hôm nay của tác giả Minh HD. Anh ấy là ai trước khi nổi tiếng? Felix Avid of Schubert sinh vào đúng đêm Giáng sinh năm 1989. Có thể nói, anh ấy là món quà được Chúa gửi xuống cho thế giới. Lớn lên tại thành phố Gothenburg, thành phố lớn thứ hai Thụy Điển, anh cùng một người chị gái có tuổi thơ khá bình yên và đầm ấm. Ngay khi còn bé, Felix có niềm yêu thích đặc biệt với vẽ vời và chơi game. Niềm đam mê ấy lớn tới mức anh đã buông học rất nhiều lần, hoặc là để ở nhà cày game, hoặc là đi net với bạn bè. Anh đã có thể tự mua được một chiếc PC bằng tiền đi bán các artwork tự vẽ, chủ yếu là vẽ các nhân vật game nổi tiếng như Sonic hay Mario. Nói về game, anh đặc biệt yêu thích các trò chơi trên hệ thống máy SNES nổi tiếng một thời, nhất là Star Fox, Donkey Kong Country 2. Đến khi trưởng thành, Felix vào trường đại học công nghệ Chalmers ở địa phương, theo đuổi ngành công nghiệp kinh tế và quản lý công nghệ tại đây. Nhưng nhanh chóng bỏ học ngay vào năm 2011, nguyên do một phần bởi vì anh cảm thấy mình không phù hợp với môi trường học hành, một phần không thể chi trả được chi phí theo học và muốn thực sự theo đuổi đam mê của bản thân, đó là trở thành một content creator trên YouTube. Để có chi phí đầu tư máy móc làm YouTuber, Felix bán một số tác phẩm anh tự thực hiện trên Photoshop. Đây là khoảng thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp và cuộc đời của anh. Sau này, Felix chia sẻ rằng bỏ học để làm YouTuber là quyết định cực kỳ đần độn. Nhưng may mắn thay là Felix đã thành công. Những năm tháng bắt đầu khởi nghiệp. Tài khoản đầu tiên mà Felix tạo trên YouTube là từ cuối năm 2006 với cái tên là PewDie. Nhưng anh bị mất tài khoản một lần vì quên mật khẩu. Và cho tới tháng 4 năm 2010, anh mới tạo lại tài khoản mới với cái tên mà chúng ta vẫn biết ngày nay. Cha mẹ Felix, như mọi bậc phụ huynh khác, muốn con trai mình có một sự nghiệp ổn định và có thể tự chăm lo cho bản thân. Con đường để đạt tới mục tiêu đó một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất chính là qua bằng cấp và học vấn. Và khi anh rời khỏi đại học Chalmers, cha mẹ anh từ chối cung cấp chi phí sinh hoạt và theo đuổi đam mê. Bởi vậy mà Felix phải tự lo cho bản thân bằng rất nhiều công việc khác nhau, như là làm người điều phối của một bến cảng nhỏ, bán những bức vẽ tự làm, thậm chí là phải đi bán hot dog bên lề đường. Nhưng đối với Gilbert, vì có khả năng thực hiện các video quan trọng với tôi hơn là có một sự nghiệp ổn định. 5 năm sau, anh chia sẻ về lý do tại sao lại chọn bắt đầu bằng các gaming video. Tôi biết có rất nhiều các nhà sáng tạo nội dung nhưng không ai thực sự nổi bật trong lĩnh vực game cả. Và tôi cũng chẳng biết mình có thể kiếm được tiền thông qua nó. Đây chưa bao giờ là một con đường sự nghiệp xứng đáng để bỏ học và theo đuổi nó. Nó chỉ đơn thuần là đam mê mà tôi muốn làm. Một trong số những người tiên phong của nội dung gaming trên YouTube. Tới tháng 12 năm 2021 thì kênh PewDiePie mới chỉ có 60.000 lượng subscribers. Và chỉ một năm sau, con số đó đã là hơn 2 triệu sub. Để lý giải cho sự tăng trưởng tới chóng mặt như vậy, có thể nói rằng Felix đã đánh đúng thị trường vào đúng thời điểm. Khi nhìn lại những cái tên nổi bật nhất vào đầu thập niên trước, chúng ta có Smosh, có Nigahiga, có Shane Dawson, Ray William Johnson. Tất cả các creator nào đều thực hiện video theo hướng hài kịch. Bởi vậy mà PewDiePie đã chọn cho mình một hướng đi hoàn toàn mới và dựa vào những tựa game hot vào khoảng thời gian đó như là Minecraft và Call of Duty. Khi ấy cũng là thời điểm nổi lên trend ra mắt các tựa game kinh dị, indie, kinh phí thấp, nổi bật nhất trong đó là Amnesia: The Dark Descent. Tựa game này nhận được sự chú ý của đông đảo cộng đồng gamer trên toàn thế giới, chạy content kiểu gì cũng ăn. Và Pews đã đúng, anh thực hiện các video dạng Let's Play của Amnesia và rất nhiều bản mod của nó. Variety nhận định các video của Felix, anh ấy cư xử như mình đang dành thời gian chơi game với bạn bè một cách tự nhiên. Mỗi video, anh ấy đều cho khán giả thấy một hình ảnh dù ngớ ngẩn nhưng lại tràn đầy năng lượng, thân thiện và dễ tiếp cận tới lạ thường. Nhân cơ hội, Felix thực hiện thêm cả video dạng vlog dưới tên Fridays with PewDiePie như một làn gió mới giữa các video chuyên về game của anh.
đưa hình ảnh cá nhân của Pills tới gần hơn với khán giả, nhiều hơn một cậu trai ngồi trong phòng một mình, chơi game và hò hét với chiếc microphone. Bên cạnh đó, Pills còn biết cách áp dụng triệt để và hiệu quả công thức thành công cho mọi YouTuber. Chất lượng của nội dung bao giờ cũng phải được đặt lên hàng đầu. Sự trau chuốt tỉ mỉ luôn là cần thiết, và chúng ta có thể tìm thấy điều đó trong mọi video của Pills. Thumbnail của video luôn hấp dẫn, một phần bởi bản thân Pills cũng có kinh nghiệm nghịch ngợm Photoshop từ trước. Tiêu đề video tạo sự tò mò lớn tới khán giả, chất lượng hình ảnh và âm thanh luôn ở mức cao, nhạc nền chọn lọc kỹ càng. Và quan trọng nhất là thời lượng của video luôn được tính toán cẩn thận, không bao giờ vượt quá 15 phút để tránh nhàm chán. Sự ổn định trong lịch upload video cũng vậy. Vào thời điểm tăng trưởng nhất, Felix luôn upload một video mỗi ngày. Ngoài ra, anh hiểu rõ điểm bất lợi giữa việc làm video trên YouTube và streaming. Bởi vậy mà anh tạo sự gần gũi với khán giả bằng cách liên tục tương tác thông qua eye contact và hồi đáp lại các comment của mọi người. Sự nghiệp của Pills không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Có một vài rắc rối cũng đã xảy ra với anh chàng. Trong thời gian đầu thực hiện content, Felix có sử dụng một vài câu đùa khá nhạy cảm về xâm hại tình dục. Sau đó, Pills đã phải làm rõ qua một bài đăng trên Tumblr cá nhân rằng: "Tôi chỉ muốn làm rõ rằng mình sẽ không nói các câu rape jokes nữa. Tôi không có ý xúc phạm hay làm hại tới ai, và tôi chân thành xin lỗi nếu tôi có lỡ làm như vậy." Tờ The Globe and Mail lên tiếng bảo vệ Felix. Không giống như các gamer trẻ tuổi, anh ấy lắng nghe fan và tiếp nhận các phản hồi tiêu cực về bản thân để sửa đổi và cải thiện mình. Với thái độ cầu tiến như vậy, chẳng lạ gì khi PewDiePie luôn đạt được thành công và xô đổ mọi kỷ lục trong giai đoạn từ năm 2014 tới năm 2019, kể cả cho dù các nội dung game trên YouTube bắt đầu thoái trào, nhưng lại vị trí cho một nền tảng trực tuyến khác là Twitch lên ngôi. Vậy, bí quyết của PewDiePie là ở đâu? Nội dung game thoái trào, tại sao vẫn thành công? Kotaku viết về PewDiePie vào năm 2014. Thay vì tự giới hạn bản thân trong các tựa game kinh dị, Felix bắt đầu chạm tới những thứ khiến bản thân anh cảm thấy thú vị. Điều này chứng tỏ gaming chỉ là một cửa ngách để Pills trở thành một content creator có tiếng. Và khi đã đạt được mục đích thì anh sẽ không phụ thuộc vào cái ngách đó nữa, mà tập trung nhiều hơn vào việc xây dựng hình ảnh và thương hiệu cá nhân. Bên cạnh việc thực hiện ít các video chơi game, thứ đã mang tới thành công trong quá khứ, Pills thử nghiệm nhiều dạng nội dung mới hơn và cũng thay đổi phong cách nói chuyện và tấu hài của mình. Vào năm 2018, mỗi tuần Felix sẽ upload đều đặn các video thuộc nhiều dạng khác nhau như là You Laugh You Lose, Last Week I Asked You, Meme Review. Ngoài ra, Pills cũng tối ưu nguồn thu nhập của mình. Không chỉ phụ thuộc hoàn toàn doanh thu từ YouTube, anh còn kết hợp với các nhãn hàng khác để thực hiện quảng cáo, tự tạo dựng cửa hàng lưu niệm cho bản thân, thậm chí là làm game điện thoại của chính mình. Và cũng phải thừa nhận rằng tựa game Tuber Simulator của anh cũng khá cuốn. Đỉnh cao sự nghiệp YouTuber của Pills là ở cuộc chiến 100 triệu subs giữa anh và kênh T-Series. Tháng 10 năm 2018, Pills ra mắt một diss track tiêu đề Bitch Lasagna, chế giễu T-Series sử dụng bot để tăng sub trái với luật của YouTube. MV này ngay lập tức trở thành video có lượng view cao nhất kênh PewDiePie. Theo sau đó là cả một phong trào cộng đồng trên mạng kêu gọi mọi người subscribe cho PewDiePie. Phong trào này lớn tới độ thông điệp được lan truyền ở khắp mọi nơi, dù có hợp lý hay không. Ngày 15 tháng 3 năm 2018, thủ phạm của vụ xả súng tại nhà thờ Hồi giáo đã livestream và nói rằng hãy nhớ subscribe cho PewDiePie trước khi thực hiện cuộc tấn công. Chàng YouTuber phản hồi rằng anh cảm thấy ghê tởm khi tên mình phải bị gán với một sự kiện kinh hoàng như thế. Tờ New York Times cho rằng việc tên của Spielberg được nhắc tới có chủ đích muốn các phương tiện truyền thông đổ lỗi cho anh để tránh gây căng thẳng chính trị. Đây chỉ là một trong rất nhiều sự việc khiến Pills lên tiếng kêu gọi kết thúc trào lưu subscribe to PewDiePie. Còn về cuộc đua với T-Series, Felix chịu thất bại khi để kênh YouTube Ấn Độ đạt cột mốc 100 triệu subs trước. Theo sau đó thì Pills upload một diss track khác có tựa là Congratulations, nhưng với giọng điệu tương đối mỉa mai và thách thức. Tới đây, T-Series bắt đầu khởi kiện PewDiePie nhằm gỡ bỏ các bài diss track ra khỏi nền tảng YouTube. Vụ kiện kết thúc với quyết định có lợi dành cho T-Series, nhưng hai bài diss track chỉ bị chặn khỏi Ấn Độ, chứ không bị gỡ hoàn toàn khỏi nền tảng. Tới ngày 25 tháng 8 năm 2019, thì Spielberg chính thức trở thành YouTuber cá nhân đầu tiên cán mốc 100 triệu subscribers. YouTube chúc mừng Felix bằng một dòng trạng thái trên Twitter và gửi cho anh chiếc play button bằng kim cương đỏ để ghi nhận dấu mốc lịch sử này.
chậm lại để tận hưởng cuộc sống. Sau một khoảng thời gian làm việc và đạt được nhiều thành tựu, có vẻ đã đến lúc để PewDiePie dần lùi ra sau để tận hưởng cuộc sống của mình nhiều hơn. Nói về đời tư, câu chuyện tình của Felix và vợ Marzia là một mối tình đẹp mà ai cũng đều mong ước. Hai người quen nhau thông qua một người bạn vào năm 2011 và dần khởi tạo ra một mối quan hệ yêu xa. Marzia sinh sống ở Italy, còn Felix thì ở Thụy Điển. Cho tới khi anh chàng quyết định book vé máy bay và sang Ý để gặp tình yêu của đời mình. Cặp đôi di chuyển giữa Thụy Điển và Italy nhiều lần cho tới khi chính thức ở cùng nhau tại Brighton, Anh vào năm 2013. Cũng là một YouTuber nên Marzia hiểu rõ công việc của Felix. Cô hỗ trợ và cổ vũ anh rất nhiều trên con đường đạt tới đỉnh cao trong sự nghiệp. Tới năm 2019 thì cặp đôi chính thức kết hôn. Trong một chuyến đi du lịch tại Nhật vào năm 2018 thì đã khiến Felix có ý định chuyển tới sinh sống tại đây. Và họ hiện thực hóa điều đó khi mua một căn nhà nhỏ ở Nhật ngay năm tiếp theo rồi chính thức dọn tới đó vào năm 2022. Felix không hề hối hận quyết định này vì anh không bị nhận ra là một YouTuber nổi tiếng khi ra ngoài đường. Vào ngày 5 tháng 2 năm 2023, Schubert thông báo Marzia đang mang thai và anh chuẩn bị được lên chức bố trong tương lai gần. Về YouTube, Pills cũng đã bày tỏ rằng mình nên giải nghệ từ năm 2020, nhưng sau rồi vẫn thực hiện video thường xuyên cho tới hiện tại. Làm video YouTube đã trở nên thú vị với tôi trong 2 năm vừa qua, và đó là khi tôi nhận ra rằng tại sao mình lại phải dừng việc đó. Nó là giấc mơ của tôi và tôi đã phải cực lực làm việc để đạt được thành quả như bây giờ. Felix chia sẻ vào tháng 9 năm 2022 về quyết định trước đó của anh. Nhưng hiện tại, các nội dung trên kênh PewDiePie chủ yếu là các nội dung ngẫu hứng và hoàn toàn dựa vào sở thích và hứng thú của chàng YouTuber Thụy Điển như mục đích ban đầu khi anh mới bước chân vào nền tảng chia sẻ video trực tuyến này. Tháng 11 năm 2022, MrBeast vượt qua Pills và trở thành YouTuber độc lập có lượt subscriber cao nhất. Pills chia sẻ, tôi biết anh ấy sẽ vượt qua tôi và anh ấy xứng đáng với điều đó. Có vẻ như Felix Gilbert đã bắt đầu chậm lại để tận hưởng cuộc sống nhiều hơn sau tất cả những gì anh đã làm được. Dù thế nào đi nữa, anh đã, đang và sẽ là một nhà sáng tạo nội dung lớn và có tác động lớn trong toàn bộ lịch sử phát triển của YouTube.